Phúc đã thật sự chủ quan khi nghĩ rằng anh chủ nhà sẽ sử dụng những cách thức hợp pháp và chính đáng. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Ngày hôm qua thì Phúc có đăng một cái video chia sẻ về góc nhìn của Phúc về cái hợp đồng hợp tác giữa Lộc Phù Hồ và anh chủ nhà và người có liên quan là bé Thủy. Ngay sau đó thì nhận được khá là nhiều sự quan tâm của mọi người, cũng như là mọi người đã vào bình luận thể hiện cái quan điểm của mình rất là nhiều. Cái video đó được mọi người đánh giá khá là cao. Tuy nhiên vào khoảng giữa đêm hôm qua, khi mà mình xong công việc mình trở về nhà, thì mới phát hiện là video đó đã bị đánh gãy bản quyền bởi một cái người, và người đó không ai khác, đó chính là anh chủ nhà. Và thật hư câu chuyện đó như thế nào thì trong video này Phúc sẽ cùng mọi người phân tích để làm sáng tỏ vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái vấn đề đầu tiên, đó là lý do tại sao mà video của Phúc đã bị xóa, bị gỡ trên cái YouTube. Thì Phúc suy nghĩ cả đêm hôm qua và nhờ rất là anh chị em trong IT, bên cạnh đó là những cái bạn mà làm YouTube nổi tiếng, và những cái gọi là những cái cán bộ bộ sầu chủ chốt trong cái câu chuyện là bản quyền á, thì cuối cùng là Phúc đã suy đoán có căn cứ cho ba lý do sau đây. Thứ nhất, lý do đầu tiên mà anh chủ nhà đánh bản quyền kênh của Phúc là bởi vì video của Phúc đã phân tích pháp lý trong cái hợp đồng này rất là nhiều những cái tình tiết, và những cái tình tiết này được đánh giá là bất lợi cho anh chủ nhà. Và hơn nữa là Lộc Phù Hồ đã share cái clip này của Phúc lên trên kênh của Lộc để cho mọi người, những cái người mà hâm mộ Lộc á, người ta xem. Và chính điều đó đã kéo một cái lượng, gọi là một lượng khán giả vào kênh của Phúc xem cái video này, và họ đều đồng tình thể hiện quan điểm là những cái gì mà Phúc phân tích là có lý và thuyết phục. Thậm chí là đây là những cái điểm mà phản bác toàn bộ những cái câu nói của anh chủ nhà trước đây. Do đó là anh chủ nhà đã ghim Phúc. Đó là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai đó là kênh của Phúc hiện tại quá nhỏ đây các bạn. Kênh của Phúc chỉ khoảng là 7.000 lượt subscribe thôi, nhờ được sự ủng hộ của mọi người, những cái bạn mà yêu quý Lộc vào subscribe cho Phúc. Nhưng mà sau đó là Phúc đã hỏi những cái bạn IT và những bạn mà làm về YouTube, và bên cạnh đó là những cái bạn mà bản quyền, những bạn mà để gỡ những cái bản quyền trên YouTube á, thì mấy bạn đều cho rằng á, là với những cái kênh mới mà từ 100.000 subscribe trở lên á, thì rất khó để đánh cái bản quyền theo cái kiểu này. Do đó việc anh chủ nhà đánh bản quyền trên kênh của Phúc là một điều hết sức dễ dàng. Và lý do cuối cùng, đó là lý do là trong cái video ngày hôm qua thì Phúc có thiết kế một cái thumbnail đơn giản và có hình của Lộc trên đó. Thì đây chính là cái mấu chốt của vấn đề, là anh chủ nhà đã dựa vào cái hình ảnh của Lộc để mà có thể báo cáo lên YouTube và gỡ cái video của Phúc. Thì nói tới đây Phúc sẽ phân tích cho mọi người hiểu tại sao anh làm được điều đó. Như các bạn cũng đã biết thì mối quan hệ hợp tác giữa Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà này có từ năm 2019 vào khoảng tháng 7 gì đó, khoảng 6 tháng 7. Thì các bên hợp tác với nhau và Lộc Phụ Hồ cũng đã cho anh chủ nhà này gắn cái Google AdSense của ảnh vào trong cái kênh YouTube của Lộc để mà có thể nhận doanh thu về. Thì anh chủ nhà đứng ra với cái tư cách là bảo vệ hình ảnh của Lộc ở trên kênh YouTube để tránh những trường hợp những cái kênh khác người ta re-up lại những cái video của Lộc. Thì bản thân anh chủ nhà đã add cái mail đó vào trong cái Google AdSense và trong cái tài khoản của YouTube. Cho nên khi có một cái kênh nào đó sử dụng cái hình ảnh của Lộc á, thì anh ta sẽ sử dụng cái mail đó để report cái video đó với lý do là kênh có sử dụng hình ảnh của Lộc trên đó. Và đây cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể lưu ý rằng là trước đây anh chủ nhà thường hay nói là anh chủ nhà đang nắm trong tay bản quyền của Lộc. Bản quyền nằm chỗ nào các bạn? Bản quyền đó không nằm trên quy định của pháp luật, mà nó nằm ở trên cái Gmail của anh gắn trên Google AdSense đó. Và YouTube hiện tại vẫn đang mặc định là cái Gmail đó là cái Gmail chính và bảo vệ hình ảnh của Lộc. Cho nên là mọi cái report, những cái video mà có hình ảnh của Lộc á, đều sẽ bị xử lý khi mà anh chủ nhà ra tay. Và theo như phân tích của những cái bạn mà làm về bản quyền của YouTube á, thì cũng có nói cho Phúc rằng á, là một cái thủ đoạn mà anh chủ nhà có thể sẽ sử dụng, đó là khi mà Phúc đăng tải cái video ngày hôm qua lên, thì anh chủ nhà đã download cái video đó về và đăng tải lên trên một cái kênh nào đó của anh chủ nhà, sau đó để một cái chế độ riêng tư và thiết lập chế độ là bản quyền của người sáng tạo là Content ID đó các bạn. Thì anh chủ nhà đã sử dụng cái công cụ đó để xác nhận với YouTube rằng video đó là nội dung do anh chủ nhà sáng tạo ra. Nghe phi lý đúng không các bạn? Bởi vì cái video đó là do bản thân Phúc và ekip của Phúc đã quay và dựng lại, sau đó đăng tải lên, thì không có lý do gì cái bản quyền đó là thuộc về của anh chủ nhà được. Nhưng mà anh chủ nhà đã sử dụng cái thủ đoạn đó, một cái thủ đoạn Phúc xem là hơi bị dơ một chút xíu. Thì nhờ cái thủ đoạn đó mà anh đã qua mặt được một số cái thủ thuật của trên YouTube, và cuối cùng là video của Phúc không cánh mà bay. Và mọi người lưu ý nha, hiện tại thì trên thị trường cũng có những cái dịch vụ mà nhận đánh gậy vơ các bạn. Có nghĩa là sao? Video đó không hề dính một cái bản quyền nào khác, nhưng mà có những cái người á, mà họ biết những cái mánh khóe, những cái thủ thuật trong YouTube á, họ kinh doanh và họ sử dụng cái công cụ đó để họ
đánh đại một cái kênh nào đó có lượng subscribe nhỏ, giống như là cái kênh lớn nuốt kênh nhỏ vậy các bạn, thì cái dịch vụ này á là phải tốn kém tiền. Cho nên là cũng có khả năng là anh chủ nhà đã sử dụng cái dịch vụ này và anh chủ nhà cũng đã phải tốn một cái khoản tiền cho việc đánh sập cái kênh của Phúc cho cái video ngày hôm qua chẳng hạn. Thông qua cái sự việc của Phúc á, thì Phúc cũng liên tưởng đến cái vụ việc của Kim Thị Official trước đây, là cái bạn này á, cũng đã đăng tải rất là nhiều video do bạn sáng tạo ra, nhưng mà trong những cái video đó đều có hình ảnh của Lộc hết. Và với cái thủ đoạn này và những cái mail như vậy thì anh chủ nhà cũng đã report lại kênh của Kim Thị Official. Và khi mà kênh Kim Thị Official kháng cáo lại á thì sẽ bị YouTube xóa luôn kênh. Và điều đó đã trở thành sự thật các bạn ạ. Do đó là đây là một cái bài học rất lớn dành cho Phúc. Nhưng mà cũng thông qua cái việc đánh bản quyền ngày hôm qua, mặc dù là cũng hơi cay cú một chút xíu, nhưng mà nhờ đó thì Phúc có thêm một cái cách nhìn nhận mới về anh chủ nhà không như Phúc tưởng tượng. Và cũng như là Phúc đã chia sẻ với Lộc cũng như là mọi người trong ngày hôm qua, Phúc đã phải comment rất là nhiều và cũng giải thích cho mọi người rằng là khi mà mình tạo lập cái kênh này, mục đích đầu tiên của mình á là giúp kênh phát triển chắc chắn rồi, và giúp cho mọi người hiểu biết hơn về pháp luật. Nhưng mà vô tình là Phúc nhìn thấy cái sự kiện của Lộc, cho nên là Phúc đã tìm hiểu và Phúc liên hệ Lộc để mà có thể phân tích vấn đề này và tiếp cận cái hồ sơ này để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Lộc. Cho nên là cũng rất là cảm ơn mọi người vì những ngày qua mọi người đã ủng hộ cho kênh của Phúc. Do đó các bạn cứ yên tâm đi, nếu như cái kênh này mà có bị sập và nếu mà bị report bản quyền thêm một lần nào nữa thì cũng không sao cả các bạn. Bởi vì Phúc còn một cái Facebook hơn 12.000 người theo dõi nè, một cái kênh TikTok hơn 77.000 người follow nè, thêm nữa là Phúc có một cái cộng đồng là khoảng hơn 7.000 người tham gia nè, và hệ thống kênh nhỏ lẻ của Phúc cũng hơn 10 cái kênh nhỏ lẻ khác nhau. Cho nên là dù kênh của Phúc có sập đi chăng nữa thì bằng mọi cách Phúc sẽ hỗ trợ và giúp đỡ Lộc như những cái lời mà trước đây là Phúc đã hứa. Phúc sẽ sử dụng hết tất cả những cái công cụ phương tiện truyền thông bên Phúc để cái sự việc này nó có một kết quả tốt đẹp và quyền lợi của Lộc sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Sau cùng thì Phúc có một cái lời nhắn nhủ đến mọi người là những cái bạn nào mà đang làm cái chủ đề này, mà khi mà các bạn đăng tải một cái video lên trên mạng xã hội, lên trên YouTube á, thì các bạn chú ý không được sử dụng hình ảnh của Lộc nha, và cũng không có được chèn thumbnail vào có hình ảnh của Lộc trong đó, để tránh trường hợp là các bạn cũng sẽ bị nhận gậy vơ giống như mình. Bởi vì nếu như video của bạn có những cái điều gì đó bất lợi cho anh chủ nhà thì chắc chắn kênh của bạn sẽ là tầm ngắm tiếp theo. Và đây cũng là một bài học cho Phúc các bạn ạ. Phúc đã thật sự chủ quan khi nghĩ rằng anh chủ nhà sẽ sử dụng những cách thức hợp pháp và chính đáng hơn, ví dụ như là quay một cái chiếc video nào đó phản bác lại những cái lời lẽ, những cái lập luận của Phúc, hoặc là tranh luận Phúc để bảo vệ quyền lợi cho ảnh. Nhưng không, ảnh lại lựa chọn một cái cách là report kênh của Phúc để xóa đi những cái lập luận của Phúc. Nhưng mà anh ạ, cho dù anh có xóa đi video bằng cách đó đi chăng nữa thì Phúc vẫn có những cái hệ thống khác, và Phúc có Rai để mà có thể đăng tải lên trên cái nền tảng đó, và mọi người hoàn toàn có thể chủ động xem được video đó, xem những cái phân tích của Phúc. Và cũng nhờ vậy mà Phúc mới sáng mắt ra thêm một chút, bởi vì trước đây Phúc nghĩ là anh chủ nhà là một cái người chính trực, quang minh lỗi lạc, nhưng mà tại thời điểm này thì không còn nữa các bạn ạ. Anh không còn quang minh lỗi lạc như những gì mà Phúc từng nghĩ nữa. Phúc thật là trẻ con đúng không các bạn? Nhưng mà đời mà các bạn, mình phải có sai, mình phải có vấp ngã thì mình mới hiểu được người ta, và mình phải có bài học cho bản thân mình, đúng không các bạn? Nhưng mà đời mà các bạn, mình phải có sai, mình phải có vấp ngã thì mình mới hiểu được người ta, và mình phải có bài học cho bản thân mình, đúng không các bạn?